Theo thống kê, hiện Việt Nam đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Lào với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 3,7 tỷ đô la Mỹ trên 408 dự án được cấp phép. Các dự án đầu tư của Việt Nam đều được chính phủ Lào đánh giá là dự án hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế xã hội, đồng thời tăng nguồn thu ngân sách cho chính phủ Lào. Doanh nghiệp của Việt Nam đang hoạt động kinh doanh và đầu tư ở Lào ngày càng trở thành nên một cấu thành, một nhân tố quan trọng trong tổng thể cái quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Có thể nói rằng trong thời gian qua thì cái số lượng các cái doanh nghiệp của Việt Nam, kể cả các doanh nghiệp nhà nước cũng như doanh nghiệp cổ phần hóa, doanh nghiệp tư nhân, ngày càng đầu tư ngày càng nhiều ở Việt Nam. Và chính vì vậy nó giúp cho chúng ta, Việt Nam luôn luôn là một trong những nước hàng đầu, các nhà đầu tư hàng đầu. Nhiều dự án đầu tư có hiệu quả, sản xuất kinh doanh có lãi. Điều này không những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Lào, tạo việc làm, thu nhập cho những người dân địa phương. Hiện nay thì tổng số lao động của cả công ty là 200 người. Trong đó lao động Việt Nam thì 40 người. Lao động Lào hiện nay thì khoảng 160 người. Chủ yếu là lao động ở các cái bản, khu vực mà có mỏ. Vậy một số lao động quản lý cũng như lao động kỹ thuật cao thì ở tỉnh cũng như ở thủ đô, thì cũng như một số lưu học sinh học tại Việt Nam thì cũng đang công tác tại đây. Thì chúng tôi thì cũng tạo điều kiện công việc, đảm bảo việc làm những thu nhập khá cho người lao động. Tôi là dân địa phương ở đây. Tôi làm việc ở đây được 5-6 năm rồi. Lương được khoảng 3 triệu kiếp một tháng. Hai vợ chồng tôi đều làm ở đây. Tiền lương đủ sống. Làm thì cũng mệt nhưng đối với tôi như vậy là tốt rồi. Vì trước kia tôi không có việc làm. Mặc dù gặt hái được nhiều thành quả khi đầu tư vào Lào, thế nhưng các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với không ít khó khăn khi hoạt động, như hạn chế về quy định tỷ lệ phần trăm lao động nước ngoài đối với doanh nghiệp đầu tư, thiếu nguồn lao động hay trở ngại về ngôn ngữ, phong tục tập quán. Thường thì cả các doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư sang Lào thường sẽ vấp phải. Một là cái chính sách khuyến khích đầu tư của Lào, nó thường xuyên thay đổi và cả cái loại thuế phí nó khá nhiều. Đặc biệt ở Lào thì cái thời gian để làm cả cái thủ tục hành chính khá là lâu. Tuy nhiên bất chấp những khó khăn này, các doanh nghiệp Việt khẳng định Lào là một thị trường đầu tư tiềm năng. Thậm chí nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã coi đây là quê hương thứ hai của mình sau một thời gian gắn bó. Và cùng với nỗ lực của lãnh đạo cấp cao hai nước và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang có hoạt động đầu tư tại Lào trong thời gian qua, đã cho thấy rõ mong muốn quyết tâm của hai chính phủ trong việc nỗ lực tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác hữu nghị phát triển kinh tế xã hội giữa hai nước láng giềng, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.